Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Hyundai Long Biên. Trên video anh em đang xem đây đó chiếc Kia K3, một người anh em của Hyundai Elantra. Và hiện tại Kia K3 đang có doanh số là đứng đầu với phân khúc C. Trong video ngày hôm nay, em sẽ gửi đến toàn thể anh em về giá bán, chi phí lăn bánh và chi phí trả góp của Kia K3 trong cái thời điểm Tết Nguyên đán này. Từ đó anh em có thể cân đối với tài chính của mình, lựa chọn một chiếc xe phù hợp nhất. Trước khi đi vào chi tiết từng phiên bản của Kia K3, em xin phép chia sẻ một số những thông tin để anh em cùng nắm được. Thứ nhất đó là Kia K3 hiện đang được phân phối với 4 phiên bản, như anh em cùng xem trên màn hình đấy ạ. Bản cao cấp nhất đó là bản 2.0, bản thứ hai đó là 1.6 Pre, bản thứ ba đó là 1.6 Luxury và bản thứ tư đó là bản 1.6 Deluxe MT. Và cái lưu ý thứ hai đó là Kia phân vùng thị trường, nên anh em ở tỉnh nào thì chỉ được phép mua xe tại tỉnh đó. Còn anh em nào ở Hà Nội có nhu cầu mua xe K3 thì cứ chủ động liên hệ hoặc kết bạn Zalo theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình kia. Mời anh em cùng xem chi tiết video về giá bán, chi phí lăn bánh, chi phí trả góp và nguồn cung hàng hóa của Kia K3 tại thời điểm Tết Nguyên đán này. Đến với bản đầu tiên của Kia K3, đó là chiếc Kia K3 bản 2.0 Premium. Giá bán tại thời điểm Tết Nguyên đán này là 689 triệu. Em cũng đã tính luôn cái chi phí lăn bánh tại các địa phương để anh em cùng tham khảo và cân đối tài chính. Thứ nhất, anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 752 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì sẽ là 745 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 733 triệu. Và anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 726 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm chương trình hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ của nhà nước, bao gồm tất cả những cái chi phí có hóa đơn chứng từ rõ ràng, chưa bao gồm những cái phụ phí cũng như là bảo hiểm thân vỏ. Những cái khoản đó anh em nào mua xe thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc showroom ủy quyền tại địa phương mà anh em sinh sống. Còn anh em nào ở Hà Nội thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết lăn bánh tại địa bàn Hà Nội. Anh em chỉ việc đi bấm biển thôi, còn lại tất cả mọi thủ tục thì sẽ có nhân viên xử lý hết cho anh em. Với cái chi phí lăn bánh như trên, trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 585 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm. Và gốc lãi hàng tháng anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 10,2 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 6,1 triệu và lãi suất tháng đầu tiên sẽ là 4,1 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa như này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị cho em như sau. Trường hợp anh em ở Hà Nội thì anh em phải chuẩn bị là 167 triệu. Trường hợp anh em ở Sài Gòn thì anh em cần phải chuẩn bị là 159 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 148 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 141 triệu. Anh em nào muốn biết mình ở tỉnh nào, áp thuế bao nhiêu thì anh em có thể kéo xuống phần mô tả. Em có liệt kê tất cả các tỉnh có cái mức áp thuế trước bạ để cho anh em tham khảo đấy ạ. Và bắt buộc anh em sẽ phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể, bảo hiểm thân vỏ của chiếc Kia K3 bản 2.0 Premium trong năm đầu tiên trị giá là 9,6 triệu. Những năm tiếp theo, anh em mà còn vay ngân hàng thì sẽ vẫn còn bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ. Nhưng mà cái giá trị bảo hiểm thân vỏ nó sẽ thấp hơn vì nó sẽ theo khấu hao giá trị xe theo thời gian. Về nguồn cung ứng hàng hóa của Kia K3 bản 2.0 Premium, hiện tại thời điểm này có thể vẫn có xe giao ngay cho anh em. Tùy thuộc vào màu xe mà anh em muốn lấy, anh em lấy màu nào thì có thể chủ động liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ nhờ các bạn kiểm tra cái kho xe và gửi đến anh em. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ hai, đó là chiếc Kia K3 bản 1.6 Premium. Giá bán tại thời điểm Tết Nguyên đán này là 664 triệu. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em cùng tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 725 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 718 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 706 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 700 triệu. Giá lăn bánh em tính cho anh em ở trên đây bao gồm những chi phí cứng có hóa đơn chứng từ rõ ràng, chưa bao gồm những cái phụ phí ngoài cũng như bảo hiểm thân vỏ.
Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu muốn trả góp chiếc Kia K3 bản 1.6 AT Premium này, anh em được vay tối đa là 564 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm và gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em sẽ phải thanh toán được khoảng 9,8 triệu. Trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 5,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng có thể chủ động liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình kia. Em sẽ hỗ trợ chi tiết cho từng anh em. Với cái gói vay tối đa như trên thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 161 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 154 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 142 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 135 triệu. Đồng thời vì anh em mua trả góp nên bắt buộc phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Kia K3 bản 1.6 Premium trong năm đầu tiên trị giá là khoảng 9,2 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của chiếc Kia K3 bản 1.6 Premium tại thời điểm này, hiện tại đều không có xe giao ngay cho anh em. Anh em có nhu cầu mua chiếc Kia K3 1.6 Pre thì chấp nhận ghi chờ thì ra Tết sẽ có xe giao cho anh em. Tiếp theo mời anh em cùng đến với bản thứ 3 của chiếc K3, đó chiếc là Kia K3 bản 1.6 Luxury. Giá bán tại thời điểm này là 629 triệu. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo và cân đối cái tài chính của mình. Thứ nhất, anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 689 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 682 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 669 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 663 triệu. Anh em lưu ý cho em là giá lăn bánh em tính cho anh em là chưa bao gồm bảo hiểm thân vỏ và một số những phụ phí khác. Những cái đó thì anh em có thể chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc showroom ủy quyền mà anh em mua xe. Còn em sẽ hỗ trợ trực tiếp cho anh em ở Hà Nội. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì anh em sẽ được vay tối đa là 85% giá trị xe trong 8 năm. Cụ thể với bản 1.6 Luxury này, anh em được vay tối đa là 534 triệu và gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em. Anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 8,2 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là 5,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,6 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Với cái gói vay tối đa như trên thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 154 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 147 triệu. Anh em nào ở tỉnh có cái mức áp thuế trước bạ 12% thì anh em cần chuẩn bị là 134 triệu. Và anh em nào ở tỉnh có cái mức áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 128 triệu và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ. Cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Kia K3 bản 1.6 Luxury trong năm đầu tiên trị giá là 8,8 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của Kia K3 bản 1.6 Luxury hiện tại cũng không có xe giao ngay cho anh em. Anh em nào quyết định mua chiếc Kia K3 bản Luxury thì có thể kỳ chờ và ra Tết sẽ giao xe, nhưng thời gian giao xe sẽ rơi vào khoảng tầm tháng 2 hoặc tháng 3 dương lịch. Anh em lưu ý cho em ạ. Cuối cùng mời anh em cùng đến với bản thứ tư của chiếc Kia K3. Đây là bản thấp nhất và là số sàn. Đó chính là chiếc Kia K3 bản 1.6 Deluxe. Giá bán tại thời điểm này là 559 triệu. Chi phí lăn bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em để anh em cùng tham khảo. Anh em ở Hà Nội thì chi phí lăn bánh sẽ là 614 triệu. Anh em ở Sài Gòn thì sẽ là 608 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 12% thì sẽ là 595 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì sẽ là 589 triệu. Giá lăn bánh em tính cho anh em chưa bao gồm những phụ phí cũng như bảo hiểm thân vỏ. Những cái đó thì anh em ở tỉnh nào thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với đại lý hoặc showroom ở tỉnh đó. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì đối với chiếc Kia K3 bản 1.6 MT Deluxe này, anh em được vay tối đa là 475 triệu trong thời gian vay tối đa là 8 năm và gốc lãi hàng tháng em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em sẽ phải thanh toán là khoảng 7,3 triệu, trong đó gốc chia đều cho hàng tháng là khoảng 4,9 triệu và lãi suất hàng đầu tiên là 2,3 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Anh em nào mà cần cái bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì có thể chủ động liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em để góc trên bên phải màn hình kia, hay kết bạn Zalo với em sẽ gửi cho anh em cái bảng kê chi tiết gốc lãi đó. Và với cái gói vay tối đa này thì cái chi phí ban đầu anh em cần phải chuẩn bị như sau. Anh em đăng ký xe biển Hà Nội thì anh em cần chuẩn bị là 139 triệu. Anh em đăng ký xe biển Sài Gòn thì anh em cần chuẩn bị là 133 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 12%
thì anh em cần chuẩn bị là 120 triệu. Anh em đăng ký xe biển tỉnh tại các tỉnh áp thuế trước bạ 10% thì anh em cần chuẩn bị là 114 triệu. Và bắt buộc anh em phải mua bảo hiểm thân vỏ, cụ thể bảo hiểm thân vỏ của chiếc Kia K3 bản 1.6 MT Dinac trong năm đầu tiên trị giá là 7,8 triệu. Về nguồn cung hàng hóa của chiếc Kia K3 bản 1.6 MT số sàn này, anh em nào mua màu gì thì cứ chủ động liên hệ trực tiếp với em sẽ kiểm tra kho xe và báo anh em cái lộ trình giao xe thích hợp nhất. Cảm ơn anh em đã xem video. Trên đây đó là toàn bộ những cái thông tin mới nhất về giá bán, chương trình khuyến mại, chi phí lăn bánh của chiếc Kia K3 tại thời điểm Tết Nguyên đán này. Anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ em cũng như là để theo dõi những cái thông tin mới nhất về thị trường xe ô tô tại Việt Nam nói chung cũng như là xe Kia K3 nói riêng. Em cảm ơn tất cả anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo ạ. Em xin chào anh em.